Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ Mỗi ngày một khúc thiền ca. Khúc thiền ca thứ 255, tác giả luật gia Trần Thúc Hoàng, qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyền. Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả cùng lắng nghe. Cái vô thường khôn lường ai biết, gần sát Tết bùng phát nhiễm lây. Đội ngũ thầy thuốc ra tay, dấn thân Bồ Tát đến ngay nơi cần. Những tâm ảnh vì dân vì nước, ngày thầy thuốc tiến bước lên đường. Quảng Ninh trực trì Hải Dương, dâng trào xúc động yêu thương vô cùng. Phải tập trung dập ngay ổ dịch là kịch bản thử thách lần này. Tin từ Đà Nẵng cho hay, sẵn sàng hỗ trợ tỏ bày Quảng Ninh. Khi Chí Linh Hải Dương kêu gọi, kinh nghiệm dập dịch hỏi đã thành. Triển khai phong tỏa thật nhanh là kinh nghiệm quý đã thành trước đây. Chủng biến đổi dịch này nguy hiểm, dễ lây lan hơn bản chính nhiều. 5K thực hiện là điều, triển khai toàn quốc là điều thực thi. Tứ vô lượng từ bi hỷ xả là thuốc tiên cho cả muôn người. Hiền lành chia sẻ muôn nơi, lạc quan buông bỏ ấy thời vaccine. Hãy đinh ninh làm lành tránh giữ là vaccine tránh giữ u phiền. Hải Dương hồng quang cố lên, dập dịch đón Tết cố lên đồng bào. Mới ngày nào lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam định hướng rõ ràng, mùa đông khốc liệt lây lan, phải luôn cảnh giác mới càng yên tâm. Mới sau rằm tháng riêng tín dữ, phải chăng là chư hạn cuối cùng của năm Canh Tí bung sung để đón Tân Sửu châu cùng với ta. Khúc thiền ca muôn nhà đất Việt sẽ chúc Tết qua mạng an toàn. Tụ tập ngày Tết vẫn nan, dẹp bỏ lễ hội mới càng yên tâm. Vũ Đức Đam nên làm thủ tướng, mong đại hội chuyển hướng chọn người để cho phù hợp với thời, chống dịch chống giặc muôn người yên tâm. Đất ngàn năm muôn lần vượt khó, mỗi lần khó lại ló cái khôn. Đại dịch nguy hiểm vẫn còn, thủ tướng thời dịch nước non mong chờ. Nắm thời cơ đón chờ vận hội, thủ tướng cần hội đủ bao điều. Một Nguyễn Xuân Phúc kính yêu, Vũ Đức Đam tiếp là điều dân mong. Cần ngày Tết mở lòng bày tỏ, một năm tròn để có hôm nay. Khúc thiền nhắc lại điều này, chỉ ân Bồ Tát những ngày đã qua. Tất cả là những thầy thuốc giỏi, cùng công an quân đội dấn thân. Họ đều tất cả vì dân, bất chấp nguy hiểm để dân an toàn. Dập dịch xong muôn vàn cơ hội để Việt Nam hướng tới tương lai. Những mong lần thử thách này tiếp tục tỏa sáng, tỏ bày niềm tin. Hãy giữ gìn những gì đã có, là chọn năm ta đã an toàn. Vô thường, vô ngã niết bàn, ấy lời Phật dạy, gian nan đã đạp bằng. Có thể nói là chúng ta đã thắng trong chiến dịch mở màn, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch. Chúng ta chưa chiến thắng cả cuộc chiến, nhưng mà nhất định là chúng ta phải chiến thắng cả cuộc chiến. Từ hơn 2 ngày nay thì thực sự chúng ta đã bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch, khi mà ca bệnh thứ 17 xuất hiện.
Và giai đoạn 2 này khó hơn giai đoạn 1 nhiều. Bởi lẽ là dịch bệnh bây giờ đã lan ra hơn 100 nước. Chúng ta phải ngăn dịch bệnh từ hơn 100 ngả thay vì một vài ngả như trước đây. Và thực tế là con virus này đã vào trong chúng ta rồi, đang âm thầm mai phục. Mà nếu chúng ta không làm tốt thì trong đánh ra ngoài đánh vào. Khó khăn là thế, nhưng mà chúng ta đã lường trước mọi tình huống, chúng ta đã có kịch bản và sẵn sàng ứng phó ngay kể cả khi có hàng ngàn người bị nhiễm. Cho nên là tới đây, một vài ngày tới đây, nếu có một vài chục, thậm chí hàng trăm ca nhiễm thì cũng hoàn toàn không có gì bất ngờ. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp tục kiên trì các nguyên tắc cơ bản của chống dịch. Đấy là ngăn chặn, đấy là phát hiện, đấy là cách ly, đấy là khoanh vùng, và đấy là dập. Và khi con virus đã nằm trong Việt Nam chúng ta rồi thì phát hiện sớm, phát hiện ngay là vô cùng quan trọng. Cho nên tôi đề nghị mấy ngày tới thì tất cả chúng ta là cùng phải làm ngay mấy cái việc sau. Cái việc đầu tiên ấy là chúng ta nhất định phải đề cao kỷ cương, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện thật nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Tôi lấy một ví dụ nhỏ là chúng ta đã có chỉ đạo bằng văn bản hẳn hoi là mọi cơ sở khám chữa bệnh đều phải tổ chức cách ly cho người bệnh ngay từ khi đến khám. Nếu có các biểu hiện như là sốt, như là ho. Nhưng mấy ngày vừa qua rõ ràng là đã có bệnh viện không thực hiện. Vậy trách nhiệm thuộc về cấp nào, thuộc về ai, chúng ta phải xử lý nghiêm. Thứ hai là chúng ta phải rà soát lại tất cả các hướng dẫn, hoàn thiện để có các hướng dẫn sao cho chính xác nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất cho mọi người dân hiểu về dịch bệnh và hiểu về những việc mình cần phải làm và những việc không được làm để chống dịch. Để sao cho mọi người dân trong mọi tình huống, ví dụ là từ nhà, khi ra đến, bước lên taxi hay phương tiện thông tin công cộng, ra chỗ đông người, hay là đến nhà hàng, vào siêu thị, đi làm ở công sở hay ở nhà máy, thì đều được hướng dẫn, đều biết mình cần phải làm gì và không được làm gì. Và phải dùng tất cả các phương tiện, từ công nghệ thông tin cho đến áp phích tờ rơi một cách đồng bộ, để sao cho mọi người dân đều biết. Thứ ba là tôi đề nghị là chúng ta, như tôi nói, vẫn phải tăng cường ngăn chặn. Thì trước hết là về xuất cảnh, chúng ta phải khuyến cáo người Việt Nam hạn chế tối đa đi ra nước ngoài hoặc đi qua nước ngoài ở những nơi đã có người mắc bệnh. Chỉ đi trong trường hợp thật cần thiết và phải được trang bị kiến thức đầy đủ để đảm bảo trước lúc đi, khi ở nước ngoài và sau khi về Việt Nam phải được đảm bảo an toàn. Thứ tư là về nhập cảnh. Thì Ban Chỉ đạo chúng ta đã thảo luận và chúng ta thống nhất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, với Chính phủ cho tạm dừng miễn thị thực đơn phương đối với các nước mà trong EU và Anh. Đối với các nước ngoài EU thì nơi nào nếu có trên 500 người bị nhiễm hoặc dưới 500 người nhưng trong một ngày mà tăng thật nhanh trên 50 ca nhiễm thì chúng ta cũng đề nghị tạm dừng
Và chúng ta đề nghị là từ chối cấp visa cho người nước ngoài vào Việt Nam nếu có các cái triệu chứng hay là có cái yếu tố dịch tễ theo quy định thì chúng ta từ chối cấp thị thực nhập cảnh. Và thứ năm là thực hiện khai báo y tế. Chúng ta đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc với mọi người nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên nếu chỉ khai báo y tế với người nhập cảnh thì cũng chưa đủ. Chúng ta cần triển khai khai báo y tế với tất cả mọi người Việt Nam. Đây không chỉ là trách nhiệm chống dịch theo quy định của pháp luật, mà đây còn là hành động cụ thể để tất cả mọi người Việt Nam chúng ta cùng chung sức đồng lòng, toàn dân chống dịch. Các thông tin khai báo này phải được quản lý chặt chẽ, chỉ để phục vụ mục đích chống dịch, tuyệt đối không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác. Tôi đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các nhà mạng và các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện phương án, tổ chức và các công cụ, công nghệ để chậm nhất đến sáng ngày 10 tháng 3 là chúng ta phải tổ chức triển khai trên quy mô toàn quốc. Làm tốt được 5 cái điều ấy. Và đương nhiên cộng thêm, đấy là công tác điều trị. Sao cho cứ hay bị nhiễm thì chúng ta điều trị khỏi bệnh. Thì dù có nhiều ca nhiễm, dù con virus này ở đâu có đáng sợ, nhưng mà với Việt Nam ta thì chắc chắn là nó không làm gì. Và tôi muốn nói cuối cùng là nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng, toàn dân Việt Nam đều đồng lòng, toàn dân chống dịch, thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng như dân tộc Việt Nam ta đã từng nhiều lần chiến thắng.